Vâng, một lần nữa xin chào tất cả các bạn đã đến với lại kênh YouTube của Chudua TV. Xin giới thiệu với bạn, mình tên là Đỗ Văn Triển. Hiện nay đang công tác ngành nghề đó là du lịch, quản lý tour cũng như là tổ chức tour đi nhiều nơi trên toàn quốc cũng như là nước ngoài. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày rảnh, thì chúng ta tôi thấy là cái muốn chia sẻ với các anh chị mình cái dịch cúm Corona nó đang hoành hành ở phạm vi ở ngoài thế giới cũng như là trong nước của chúng ta, và chúng ta sẽ có những cái chia sẻ tích cực cho cái bệnh cúm này. Hiện nay thì nó sự là rất là hoang mang cho người dân toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc và những nước láng giềng. Và các bạn hãy giúp mình hãy đăng ký kênh và hãy bấm like và subscribe, bấm like và cũng comment vào cái dưới cái kênh này để cho cái kênh của mình sẽ được phát triển hơn trên cộng đồng, và mình sẽ đưa những cái thông tin từ cái chuyên ngành của mình hay là những cái gì mình biết được cho tất cả các bạn, là những người bạn trong kênh đã đăng ký kênh của mình cũng như là những người bạn mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ với tất cả các bạn về cái tình hình cúm Corona, virus Corona 2019. Thì chúng ta hãy tính về cái tổng số người hiện nay đang bị dính cái căn bệnh này. Từ khi bắt đầu nó bùng phát thì hiện nay là tổng số người đó là 67.100 người là cả thế giới luôn nhé, tất cả với miền Nam. Thì trong đó thì cái quốc gia mà bị gọi là ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là Trung Quốc, thì đã bị dính đó là 66.495 người, tức là chiếm tỷ lệ cao nhất. Và ngoài ra thì còn có những cái quốc gia khác cũng bị dính những căn bệnh này, như là Nhật Bản hay là Hồng Kông hay Đài Loan hay là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Canada, rất là nhiều quốc gia khác. Thì trong số quốc gia này thì đã có một quốc gia châu Phi thì bắt đầu dính ở tại Ai Cập, đã có một ca đã bị nhiễm cái virus Corona này. Thì trong số những người bị nhiễm thì đã có người đã bị tử vong, đã bị chết đi. Đó là số lượng người cũng rất là lớn, vượt gấp đôi lần so với cái nạn SARS năm 2003. Tức là chính xác đó là 1.526 người đã bị chết. Trong 1.526 người này thì hoàn toàn là người Trung Quốc, ở trong đó có ba người nước ngoài, thì trong đó có người Nhật và người Nhật Mỹ và một quốc gia nào đó. Thì ở trong thông tin đã có trên mạng chúng ta không biết. Thì trong các ca bị nhiễm này thì cũng các y tế bác sĩ cũng đã cứu chữa cho được tổng cộng là 8.193 ca cho đến ngày 15 tháng 2 nha quý vị mình ha. Và mình nói lại đó, thì tổng số các quốc gia đó thì đã bị nhiễm đó, thì nó là tổng cộng đó là 29 quốc gia, cho nó có hồi nãy mình có nói sơ đó là Trung Quốc, Việt Nam, Canada, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, và một số nước ở châu Âu như là Anh Quốc hay là Đức, hay là một quốc gia mới nhất đó chính là Ai Cập ở khu châu Phi. Thì trong số những quốc gia này thì đứng đằng sau thứ nhì những ca nhiễm bệnh nhiều nhất đó chính là Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia bây giờ, hiện tại bây giờ người ta đã thấy được là 259 ca đã bị nhiễm bệnh tại đất nước Nhật Bản, và đặc biệt nhiều nhất đó chính là một cái du thuyền Marine, chúng ta có thể sẵn mà thấy hiện nay đã có hơn 200 ca ở trên con tàu du thuyền này đã bị dính. Cái con tàu du thuyền này cũng đã từng cập bến tại Việt Nam chúng ta, đó là ngay cái cảng chân mây của Thừa Thiên Huế, và sau đó nó di chuyển đến khu vực phía Bắc Hồng Kông rồi Hàn Quốc và đến với lại Nhật Bản. Và đây nó đang gọi là tổng số người ở trên này tổng số là khoảng 3.000 người, thì trong đó thì có là hơn 200 người đã bị dính rồi. Chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Và nó bị du thuyền thì bây giờ tất cả các du thuyền thì nó đã hầu như là đã dừng hoạt động. Đặc biệt thì thông tin mới nhất là có một cái du thuyền của America của Mỹ thì hiện nay thì tất cả quốc gia nó đi 14 ngày từ Nhật Bản xuống Hồng Kông, xuống Việt Nam, xuống Thái Lan, và đi vòng quanh này không có quốc gia nào
chấp nhận cho cái du thuyền này gọi là cập bến. Nhưng mà riêng thông tin mới nhất đó là Campuchia thì mới đây đã cho cái du thuyền cập bến, bởi vì người ta, tất cả các quốc gia đều lo ngại vấn đề về cái nạn nhiễm. Chúng ta thấy rằng là ngoài cái đường bay ra thì cái đường mà đường tàu thủy cũng là nhiễm, nguy cơ nhiễm rất là cao. Chúng ta thấy ạ, do là lênh đênh trên biển mà hầu như là họ tiếp xúc nhau hàng ngày, bởi vì những cách du thuyền trên biển chúng ta phải để ý lưu phần rất là chú ý ạ. Những cách đi du thuyền thì họ ở du thuyền và họ được hưởng cái dịch vụ ở trên du thuyền, ví dụ như ăn ở trên du thuyền, ngủ ở trên du thuyền và vui chơi giải trí ở trên du thuyền. Ở trên du thuyền nó có nhiều cái show như là chụp băng nghệ thuật hay là đánh gôn hay là ca hát, rất là nhiều những show đó thì họ thường ngồi trên, hoặc khi mà cái đến giờ biểu diễn đó, thì họ thường ngồi nhau, họ ngồi gần nhau, hay là trên du thuyền nó có cả cái hồ bơi chẳng hạn thì họ tắm cùng nhau, thì rất là nguy cơ cái dính cái căn bệnh này rất là nhanh. Ở trong cái du thuyền này thì chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta thì đã có những cái hướng dẫn viên du lịch, ở trong này thì có khoảng gần 20 hướng dẫn viên du lịch. Thì khi mà cập cảng tại cái Hạ Long á, cái du thuyền cập cảng Hạ Long á, thì các hướng dẫn viên này cũng đã dẫn đi. Nhưng mà thông tin đến giờ này thì hiện nay ở Việt Nam mình tất cả các hướng dẫn viên này chưa có bị dính, theo thông tin những người bạn của tôi á, thì từ Hà Nội đó là anh Chính, thì người hướng dẫn viên đến Nhật thì cũng đã đi tham gia cái đoàn này. Tuy nhiên thì anh nói là thông tin của các bạn này thì hiện nay thì vẫn ở bảo đảm cái vấn đề an toàn, an toàn nhé quý vị mình ha. Nhưng mà chưa biết là những ngày tới nó sẽ ra như thế nào. Đó là tình hình của thế giới. Còn tình hình Việt Nam ạ, tình Việt Nam thì chúng ta thấy là đến ngày hôm nay đã có 16 ca đã bị nhiễm virus corona. Trong 16 ca này thì có những ca đã được gọi là được xuất viện, được xuất viện. Thông tin mấy ngày trước thì tôi thấy là đã có 6 ca xuất viện rồi. Thì trong số 16 ca này thì cái nơi nhiễm nhiều nhất đó là tỉnh Vĩnh Phúc, một cái huyện, là một cái xã đó, hầu như là có người Trung Quốc đó, tức là đi lao động xuất khẩu lao động về thì nhiễm cho cả gia đình, nhiễm cho những người liên quan dòng họ này kia. Hiện nay thì gần đến 8 ca hơn luôn đó. Và cái xã này đã bị cách ly khỏi, tất cả những người trong xã này bị cách ly khỏi ở bên ngoài, không cho ra bên ngoài, không cho đi lại, và người bên ngoài cũng không vô trong Việt Nam, không vô trong cái xã này. Và chúng ta thấy là cái vấn đề này rất là nguy hiểm. Để tôi xem cái xã này, xã tên gì nhá. Tại Vĩnh Phúc. Và chúng ta thấy cái xã 16 từ tâm dịch đó, chúng ta hãy đọc qua là Vĩnh Phúc. Chúng ta xem là cái xã này là cái xã tên gì ở tại Vĩnh Phúc. Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nha quý vị mình ha. Vĩnh Phúc là một tỉnh mà nằm sát với thủ đô Hà Nội, cách Hà Nội về trung tâm á thì nó khoảng chừng 30 cây số. Nó có Tam Đảo này rất là nổi tiếng, và cái huyện Bình Xuyên này cũng gần với lại cái thủ đô Hà Nội, và cái việc đi lại gần Hà Nội thành ra là nó xảy ra một số cái tình trạng vừa rồi rồi, là có một thông tin nói rằng là những cái sạn của Hà Nội thì không cho phép người phụ Vĩnh Phúc lưu trú. Và đây là một cái thông tin là làm tin hai chiều, là những chiều thì ủng hộ, những chiều thì không ủng hộ. Người ta nói là cái này là hơi bị quá, thì cái này thì thông tin trên mạng thì họ đang nói nhau, thì cái này tôi không bàn tới. Tại trong số này thì có những cái ca nhiễm ngoài Vĩnh Phúc ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có 3 ca. Trong đó thì 2 ca bị đã khỏi rồi, và 1 ca ngày hôm nay là ngày thứ 15 rồi. Ngày hôm nay là dự định là sẽ là ra viện với ca này. Thì là tính ra là đối với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 10 triệu dân. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là đang ở cái vấn đề người dân thành phố Hồ Chí Minh đang cảm thấy rất là an toàn nha. Rất an toàn. Tuy nhiên thì an toàn là vấn đề là không có ca bệnh. Nhưng mà về cả nước thì hiện nay thì chúng ta thấy là trong ngày hôm qua thì tức là khi mà cái ngành giáo dục tuyên quyết định là cho học sinh đi học lại vào ngày 17 tháng 2 này, thì đã có những ý kiến trái chiều và phản đối. Có những ý kiến phản đối đó là 80% là phản đối là không cho học sinh đi học. Thì đó, ngày hôm qua thì thông tin mới nhất thì đã quyết định rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì thông tin đó là quyết định đó là các học sinh sẽ, một số tỉnh là sẽ là được nghỉ học cho hết tháng 2 này. Thì tôi ở đây thông báo cho một số cái địa phương mà cho phép được cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 gồm những địa phương sau: một là thành phố Hồ Chí Minh,
hai là thủ đô Hà Nội, ba là Vĩnh Phúc, bốn là Bình Thuận, năm là Vĩnh Long, sáu là Tây Ninh, bảy là Vũng Tàu, năm là tám là Đắk Lắk, chín là Bình Dương, 10 là Đà Nẵng, 11 là Quảng Trị, 12 là Đồng Tháp, 13 là Hậu Giang, 14 là Cần Thơ, 15 là Yên Bái, 16 là Lào Cai, 19 là Quảng Ngãi, 20 là Phú Thọ, 21 là Hà Tĩnh, 25 là Vĩnh Long, 26 là Tuyên Quang, 27 là Đồng Nai, 28 là Hưng Yên, 29 là Khánh Hòa, 20 là Thanh Hóa, 31 là Hà Giang, 32 là Cà Mau, 33 là Huế, 34 là Bình Phước, 35 là An Giang, 36 là Bình Định, 37 là Hà Nam. Rồi rồi, chúng ta thấy rằng là các địa phương này thì chúng ta thấy là một số cái địa phương này họ đã cho phép các học sinh hết tháng 2. Nếu mà bắt đầu tháng 3 thì mình sẽ học lại. Vâng ạ, cái ảnh hưởng của học sinh không đi học thì mang ảnh hưởng rất là nhiều vấn đề. Vấn đề nhất là học sinh phải lùi lại cái thời biểu, lùi lại cái việc mà thi học kỳ 2, lùi lại vấn đề thi trung học cơ sở và lùi lại vấn đề thi trung học phổ thông tiếp tục những cái vấn đề là nó sẽ biến chuyển liên tục và nó ảnh hưởng đến đời sống của người Việt Nam ta. Ví dụ như là chúng ta nói là ví dụ như nhà tôi đây, mà tôi đang đi làm, tôi có con đây, có con thì tôi không có người nào chăm sóc thì phải ở nhà, phải nghỉ việc, phải có người chăm sóc, một là phải mướn người vào chăm sóc riêng cho đứa con của mình, thì nó là tốn rất là nhiều chi phí khác nhau và phải mướn người giữ trẻ. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho con cái chúng ta đã đi đến nhà đến trường thì chúng ta sợ rằng chúng ta bị nhiễm, mà khi bị nhiễm này thì nó lại tràn lan cho cái cộng đồng khác, rất là nguy hiểm. Ví dụ con mình vô tình lại bị dính rồi mình rất là đau xót, đúng không ạ? Rất là đau xót, đúng không ạ? Thì đó là đúng là những cha mẹ rất là lo lắng, đặc biệt là các bé ở khu mầm non, học phổ thông, cơ sở tiểu học kia rất là lo lắng. Hy vọng là cái nạn dịch này nó sẽ cố gắng, nó sẽ làm sao nó chấm dứt càng sớm càng tốt, để người dân sẽ bảo đảm sự gọi là an toàn cho mình và tiếp tục nhà nước cho phép học sinh đi học lại. Vấn đề là rất là nhức đầu đối với lại cái ngành giáo dục. Nói về cái ngành giáo dục thì nó là song song với ngành đó thì cái ngành ảnh hưởng hai mà rất là trọng đó ngành du lịch của chúng tôi đây. Nó thấy là cái ngành du lịch tôi hiện nay hôm nay bình thường này, bằng giờ năm ngoái thì xe cộ du lịch chạy đây ngoài đường là không có trống, đặc biệt là cháy trong cái mùa này là mùa qua Tết thì chúng tôi phải đi chùa đi lễ rất là nhiều. Tuy nhiên thì vào cái mùa này thì nó rất là trầm, hầu như là ít người gọi đặt tour, đặt xe này kia đó, là hầu như là các dịch vụ bây giờ nó rất là ế. Xe thì các nhà xe thì đậu ở nhà la liệt đó. Bình thường này chạy full 7 ngày bây giờ chỉ chạy 1-2 ngày thôi, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là chủ nhà xe mua xe phải trả xe tiền trả gốc này kia rất là nhiều, và ảnh hưởng đến đời sống của người lái xe và ảnh hưởng đến đời sống của nhân viên du lịch. Có những công ty du lịch thì như một số công ty thì nhiều nhân viên thì phải trả lương, phải trả mặt bằng, đôi khi phải nói nhân viên nghỉ trong một tháng sau đi làm lại đó. Mà nếu mà đi làm bình thường phải trả lương họ thì không, những công ty thiệt hại mỗi ngày cứ là mỗi tháng mà mở ra như vậy thì họ phải thiệt hại cả 100-200 tùy lớn cấp độ khác nhau, và ảnh hưởng đến những cái tour mà họ đã book rồi và họ còn đòi hủy, hay là ảnh hưởng đến những cái vấn đề về vé máy bay, rất là nhiều cái đó. Và ngay cả ngành hàng không cũng bị ảnh hưởng thiệt thòi rất là nhiều. Hầu như tàu bay là bình thường là full, nhưng bây giờ là tự nhiên tàu bay là hầu như là trên chuyến bay chỉ có vài người thì lấy đâu ra người ta phải vận hành. Mỗi một cái tàu bay vận hành là bay từ Hà Nội và Sài Gòn hay Sài Gòn ra Hà Nội thì mất cả tỷ đồng mới vận hành được cái tàu bay chuyến bay như vậy. Mà có mấy người thì sao mà đổ chi phí cho hãng không của Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar và Bamboo Airways, tất cả những hãng đang hoạt động ở Việt Nam chúng ta rất là ảnh hưởng. Và người ta phải đôi khi người ta hiện nay chúng ta lưu ý, chúng ta bay cứ quán đường bay nào chúng ta phải lưu ý, đôi khi hãng không người ta thông báo là người ta dồn chuyến, chúng ta phải chấp nhận với người ta thôi, chúng ta hiểu tình hình chung mà. Nó họ dồn chuyến, ví dụ chúng ta bay 12 giờ đôi khi người ta phải dồn 22 giờ, hay là bay 12 giờ cũng dồn lên trên đó là 9 giờ chúng ta phải bay rồi. Chúng ta phải chú ý những vấn đề đó và thông cảm với tất cả các dịch vụ, chứ không ai mong muốn đó. Chúng ta thấy là họ thiệt hại hàng tỷ đồng, còn chúng ta thiệt hại nhiều, chúng ta phải chú ý. Thì một số cái sự cố mà vừa rồi thì bên công ty cũng đã gặp cái trường hợp như vậy. Khách thì bên mình đang làm tour này, mình đang làm tour du lịch này, khách người ta book tour rồi, đặt xe rồi,
Nhưng mà bây giờ sợ quá phải hủy, hủy thì phải chấp nhận là dời dời sang ngày khác, hay là hỗ trợ tiền, tiền hỗ trợ những cái dịch vụ nào mà chúng tôi cảm thấy là không không đặt là không hủy được thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho tất cả quý vị. Chúng ta thấy ạ. Giang Hà thì vời chúng tôi đã cập nhật những tình hình về đời sống, về tất cả mọi vấn đề liên quan đến virus corona của từng từng quốc gia, thì cũng như là ở trong lãnh thổ Việt Nam, thì Văn Chuyển sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình virus corona tiếp tục trong thời gian tới đây. Chắc chắn nó sẽ không hoàn thành trong thời gian tới đây nữa, thì các anh chị mình hãy bấm vào kênh subscribe hay đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái chia sẻ thực tế của cái tình hình virus corona này trong toàn thế giới và trong cả Việt Nam. Và chúc ngày cho ngày hôm nay, ngày cuối tuần, chúc cho tất cả anh chị chúng ta ở trong kênh virus đăng kênh của chưa đây của trên đây một ngày thứ bảy có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ. Vâng, chào các anh chị và hẹn gặp lại gần nhất.